Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh về việc xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Theo văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, báo cáo kết quả xử lý tàu cá bị mất kết nối trên biển cho Tổng cục Thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Nhằm xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về thiết bị giám sát hành trình của người dân, doanh nghiệp. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ các tàu cá trước khi xuất bến, kiên quyết không cho tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xuất bến hoặc đã lắp nhưng không có tín hiệu giám sát hành trình trên hệ thống. Thiết bị giám sát hành trình không có niêm phong kẹp chì theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển và phòng chống khai thác IUU.